P90 bác. Ok, tôi cầm P90. Bây giờ lục cũng không deck cho thì mình cầm con này vào thôi. Cầm con right, time to put Rosetta in the field. Yeah. Motherfucking bitch. Galo này. Búp bê này. Kính đâu nhỉ? Không có. Tôi xin tạm. Bây giờ mới vào lại được vậy. Co đi bác. Ok, để bọn tôi tính. Bác sao đó? Mày mũi nhiều thế nhỉ? Hôm qua tôi còn chơi dạ, hôm qua chơi dạ còn gì à? Mắc màn nhưng mà để ba con mũi trong trong màn à? Sợ vãi cả đái. Sao lại dậy mới biết chứ? Alright, let's do it. Coi chưa? Hết chưa bác? Một con lắp coi xong nha. À, từ kịp tôi làm gì phải nóng cái bà tôi, cứ từ từ. Rồi sẽ có đó hết. Hold up. Hold up. Sao đấy? Có gì đó tôi thấy nó hơi khác lạ. Không phải ai tạo mấy cái icon của mấy cái con nhân vật đó to lên, có to lên không nhỉ? Chả biết nữa. Đây có mấy con nó khác khác như kiểu con tổng tư lệnh này. Tổng này. Con Oskamo này. Cả đít nữa, đít cũng thấy tôi thấy hơi khác khác này. Lạ thật ta. Hết cơ slot rồi không ý ạ. Cái mất dạy đây là cái anh một này nó chỉ slot tối đa là 3 người thôi. Cây TKB 300 quả không chịu ra. Úi dồi, tớ quyền đèn thế. Không bảo nếu như mà có chế độ Bluetooth thì tôi sẵn sàng Bluetooth từ gác này một con, bởi vì gác này tôi ra 200 quả mà tôi mất 3 con TKB mới chịu ra con fan nhá. Ngữ biển ạ, mất dạy. Đang pha lên VIP 1 này mà sao vẫn chưa lên nhỉ? 1140 này. Thế nào nhỉ? Gì nó sậm sậm bóng bóng. Thực ra nếu nào mà tích ý, thực ra mình cái này chi tiết thì cũng chả để ý đâu. Nhưng mà con RPK Scroll là lấy luôn nó cái model của con RPK Guardian đấy. Các vị có tin không? Ây à, bùa hàng cơ kích. Giật thế nhờ. Má nó mắt lù thế chứ lại. Vũ Hoàng cơ kích chính thức giã từ sự nghiệp. Một trong những cầu thủ mà trước đây từng được coi là một Messi mới, bây giờ thì lụi tàn đến đấy, gọi là gì nhỉ, đấy khổ.
Aredo bình